Hôm nay á là cái ngày mà có thể là hai mấy ngày đầu tiên á mà mùa spring. À, giờ á thì tiết khí hậu á, ấm lắm. Tôi mới ra khỏi xe Grand Central Station. Mà không biết sao hôm nay á, xe cảnh sát đầy. Có thể New York lúc nào cũng có cảnh sát ấy. Ok. Anyway. Anyway. Hôm nay á trời á thời tiết á mùa spring mát lắm. Bữa giờ ở trời lạnh nói là lạnh luôn. Hôm nay trời rất là mát luôn, khoảng chừng 50 độ, năm mấy độ. Và nếu quá mà ở bên California năm mấy độ lạnh phải không? Ở đây sao có mùa đông rồi nó xuống tới 20 độ rồi lên 30 độ về sau thì bắt đầu mình cảm thấy 50 độ là mát. Có lúc 30 độ rất là lạnh luôn. Rồi xong xuôi tới hai ba ngày kế tiếp nó xuống còn lại có mười mấy độ thôi. Chứ khi mà nó trở về lại với 30 độ thì cảm thấy ôi trời này đỡ hơn. Bây giờ 50 mà cảm thấy mát rồi. Ok. Có một cái bài hát mà tôi mới nghe. Tại vì khi mà ở trong phòng gym á, cái tôi ngồi stress này nọ trước khi mà tôi tập thể dục á, cái tôi ngồi stress xong xuôi thì tự nhiên nó lên trên cái YouTube ở trên cái phone á. Cái bài này xong xuôi trong suốt cái thời gian mà tôi ở trong động tôi nghe bài này nghe tới nghe luôn, nghe cũng hay lắm. 7 phút mấy. Cái bài nó ghi là Lulu. Lulu là hả? Lulu gì? Cái gì nó là cái gì á? I don't know. Bài này hay. Bài này nghe mà nghe hát cũng vui lắm. Nó hát như nó hát sao tao quên mất tiêu rồi. Cái lời tôi không nhớ nhưng mà tôi nhớ cái giai điệu. Nó hát la 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 la. Cái bài này hát nghe vui lắm. Nội mà tại vì sao biết không? Tại mình không có ai hết. Mình muốn ai mình hát bài này vui mà mình nếu mà mình mà có ai nữa mà hát bài này nghe còn vui bạo nữa đúng không? Mình là của nhau nên đây mình là của nhau. Tiền hở với ngày xe rồi, hở với ngày xe rồi. Da 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 da. Mình là của ai, mình thuộc về ai. Không, bài này mai là không có ai mà mình hát còn vui. Nếu mình mà có ai nữa càng vui bạo nữa.